101. Trời, nó xạo dễ sợ, nó mới hít có cái đầu tiên mà nó nói là 101. Vậy cho nó có động lực. Bất lịch sự. Ủa, đây hẻm cục hả mấy anh? Ở đây là hẻm cục đó em. Thôi, vậy thôi em đi nha. Ở khoan để đi, đi đâu? Là gì vậy? Hai bay lại gì vậy? Thấy con gái tùm tướp à. Không có được nghe chưa? Cái gái đâu đẹp dữ dằn. Tụi bay là dán ra đóng thuyền rồi nghe chưa? Có nơi có chỗ rồi, không có được nhìn gái. Chỉ có những người đơn thân độc mã, trẻ trung xinh đẹp vui vẻ mới có quyền nhìn gái. Nói gì mày? Con đen cái mường tượng đấy, cái vẻ đẹp trai của chú. Rồi giờ sao tụi bay làm sao? Hả? Tụi bay định cua gái hả? Tụi bay có tin là tao xông thẳng vô trong cái quán cà phê á, tao hê lên một tiếng là tan nhà nát cửa không? Trời, chơi mà chơi mét. Không mét sao chơi lại tụi bay? Đứa nào không có vợ hết trơn trội rồi à mà. Thôi mệt quá à. Ê, nó trở lại. Chú. Để nó tao ra tay. Tôi tính cua luôn hả chú? Chú già rồi nha, đừng có vậy nha. Sao? Tụi bay tính giành với tao hả? Bây giờ vậy đi. Bây giờ ai mà rủ nó đi được á, ha, là người đó thắng. Là hai đứa kia phải chung mỗi đứa một chầu cà phê. Trời, quá rẻ. Trời, chú trời phải không? Rồi, cứ tập thể dục đi. Ai rủ nó đi được thì người đó thắng nha. Ủa, con gái? Dạ. Ủa sao trở lại vậy con? Dạ. Con mới dọn về đây ở phải không? Dạ. Trời ơi, vậy đó hả? Con đăng ký tạm trú tạm vắng chưa? Dạ chưa. Chú giới thiệu nha, chú là tổ phó khu phố này nè. Dạ. Bởi vì chú dẫn con đi đăng ký tạm trú tạm vắng nha. Con đi không? Dạ đi. Dạ. Nó đi rồi kìa. Vậy là chú nghĩ là chú thành công rồi á. Đúng rồi. Nghĩ theo vậy chào. Rồi tao rủ nó đi rồi, nó chịu đi rồi. Đúng không con? Con chịu đi đúng không con? Dạ. Đăng ký tạm trú tạm vắng mà kêu rồi cũng người cua đầu cô gái. Xin chú ơi, coi tuổi trẻ người ta cua như thế nào nè. Em. Em ơi. Hay nghe. Trời ơi, ghê quá, đi ra chỗ khác đi. Ông anh chứng tỏ anh là đàn ông mà em. Ê nè con ơi, con không phải đâu, con hiểu lầm rồi. Nó không phải là nó đồng bào hả? Nè. Quay lại dùng nhỏ kia. Dạ. Mày nể tao, tao đảm bảo với mày, chỉ cần 3 nút nhạc nữa thôi, con nhỏ đó sẽ chài vô đây để kiếm tao. Nhưng mà tại vì nó chưa có biết anh có vợ tao. Nó biết anh có vợ là nó bỏ anh liền. Xin lỗi mày đi, kể cả cho dù nó có biết tao có vợ đi nữa thì tao cũng có cách. Ê, nó tới kìa. Đợi em ra trước nha. Em ngồi đây. Em ngồi đây. Em uống cái gì vậy? Anh lấy cho em. Anh phục vụ em. Dạ gì cũng được. Lấy đi anh. Đừng có nhìn nữa nè, chỉ thấy tao đẹp trai em mắc cỡ. Anh vô lấy nước đi anh. Em có nhìn anh hoài em mắc cỡ. Em không có nhìn anh, xích ra. Em nhìn ai? Anh Tú. Đi ra. Ổng có vợ nào em nhìn lèm cái gì? Tào lao. Có vợ đâu. Người ta trẻ đẹp vậy mà có vợ sao được. Phải không anh? Nó nói đúng đó. Anh đã có vợ rồi. Thấy chưa? Nhưng cuộc sống anh không hạnh phúc. Có vợ đâu. Em không ngờ là anh có vợ rồi đó. Nhưng mà sao trong mắt anh buồn thâm thẳm vậy? Làm sao anh có thể vui được khi anh có một cuộc hôn nhân không được vui vẻ, không được hạnh phúc thì làm sao mà trong mắt anh có thể vui được ha? Em thấy vậy nhưng mà không phải vậy đâu. Em đừng có dở bị lừa. Đúng rồi đó. Bây giờ em biết em bị lừa nè. Nhìn cái mặt anh lạnh lùng vậy á, không ngờ trái tim của anh mềm yếu à. Đúng rồi, yếu ớt lắm. Chứ là anh đau khổ lắm phải không anh? Đau khổ lắm, bởi vậy em phải suy nghĩ lại đi. Em phải chọn một người nào đó mà đúng thích hợp với em. Một người nào đó
có thể bảo bọc cho em. Em đừng quan tâm mình nữa, em hãy tới với Hải đi. Bây giờ em biết em làm gì rồi. Em biết chưa? Biết rồi. Em phải làm cái gì đây? Hãy đến đây bên anh. Anh hứa anh giúp em nha. Anh hứa anh sẽ hỗ trợ cho em. Anh hứa rồi nha. Anh hứa với em. Anh tôi qua trời. Em biết là anh không có hạnh phúc, vợ anh nó xem anh như vẻ rách vậy đó, nhưng mà em quý trọng cái vẻ rách này lắm á. Em sẽ làm cho anh hạnh phúc. Đi chơi nha. Đi đi, đi chơi đi anh. Ông ngồi im mà ông không được hèn, mình nấu qué trần nấu mà không có được cái gì. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ qué hay sư phụ, cho em kinh nghiệm đi. Kinh nghiệm gì? Gieo mày sư phụ có vợ ra mày sư phụ dẫn cô gái được vậy? Nhìn cái mặt là biết lúa. Mấy cái chuyện này sư phụ là đúng rồi nè. Yeah. Ta nói đàn ông mà độc thân cô gái là chuyện bình thường. Yeah. Đàn ông có vợ, cô gái mà gái chết mê chết mệt mới là chuyện hay đúng không? Quý dữ. Sư phụ, nhưng mày làm sao vậy sư phụ, không sợ vợ giận gì? Trời, sao phải sợ vợ? Mình là đàn ông, là trụ cột trong ngôi nhà này. Yeah. Tại sao mình phải sợ? Vợ tao mà ghen, tác giả chặt bạc tay liền. Ghen hả? Ghen là bộp tay liền. Bộp tay, phải học hỏi ngay chứ. Học hỏi liền. Vợ nhà mày có ghen bạc nó. Con đấy mà ghen em ta kìa bập tay liền, giỡn em. Nhưng mày sư phụ không sợ con nó mê mẩn quét cái xong mà nó kiếm nghe xong mà nó lên tận phòng nó kiếm sư phụ luôn ấy. Hỏi câu gì kỳ, câu quá đơn giản để trả lời. Người đẹp đã tới đây thì mình phải tiếp. Tiếp đi đâu, giống như là em là người đẹp, em vô em kiếm này. À, anh Tú. Ồ, người đẹp. Mời em ngồi. Ngồi lên giường luôn hỉ. Ngồi lên giường. Đâu sao nữa? Anh đi lấy rượu nho. Rượu nho? Sao mà mời uống luôn hả? Mời em uống. Uống không? Làm gì? Cái hộp nho. Hay quá. Uống rượu nho là phải hà nhã hộp nho. À đúng rồi, xong rồi xem nữa sư phụ. Sư phụ bay em đi. Thì bây giờ em uống rượu rồi. Uống rượu rồi. Em thấy trong người sao? Người treo đau tôi. Nó vơ. Nó phải vơ. Vơ trong rồi, trong rồi treo. Ngã vô vai. Sao mà xem nữa sư phụ bay em đi. Phần sau là cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Nhưng mà cho em biết đi, em đi học hỏi kinh nghiệm tao. Học cái gì? Cái chuyện đó chuyện bí mật của người ta, hỏi hoài. Em nghi đi sư phụ quá, sư phụ chèo em á. Tao mà xạo hả? Chèo, em không có tin. Thử bây giờ có người đẹp có mặt ở đây đi, tao chứng minh cho mày thấy liền. Nhớ nha, phải vô cái tình huống thực tế thì mới biết được. Chuyện nhỏ, đợi trên em đời chiếu này không có bao giờ mình phải từ chối một người đẹp. Mà người đẹp là sao? Gặp là phải tiếp. Tiếp đi, rồi hai người treo nhau đi, treo. Em đi đâu đây? Em tới thăm anh. Đâu, ngầu xuống giường ngay đây luôn. Đâu, đi lấy rượu nho lẹ lên. Tự nhiên lên đây muốn vô phòng anh vậy? Thì em tới thăm anh, với lại em muốn tới gặp vợ anh luôn. Gặp vợ? Gặp vợ anh đó để xin chỉ buông tha cho anh. Em cho anh một phút hồi ý. Gì anh? Sao tự nhiên mày dắt Thủy lên đây vậy? Chết tao sao? Tại vì con này nó quen, nó muốn gặp chị nhẹ. Nó đợi dưới quán cà phê á, nhưng mà em sợ ầm ĩ quán cà phê lên cho nên là em mới dắt lên đây luôn, anh hiểu không? Trời em quá thông minh còn gì nữa. Mày thông minh quá. Mày sợ có chuyện ầm ĩ dưới quán cà phê. Dạ. Mày dắt Thủy lên tận ổ nhà tao luôn. Mày mới đốt nhà tao đó. Đốt cái gì? Em giúp anh được không? Đốt cái gì mà đốt? Anh ra đây. Xuống. Em tới đây á, em nhất định phải gặp vợ anh, chị Nhã đúng không? Em sẽ xin chỉ buông tha cho anh, rồi hai đứa mình tới với nhau. Chứ không thôi, để anh vậy hả? Anh chết dần, chết mòn sao? Em ơi, em đừng nên gặp vợ anh, em đừng nên gặp. Ủa sao vậy, chị dữ lắm hả? Đúng rồi, vợ anh dữ lắm. Vợ anh dữ như là sư tử Hà Đông vậy, em sợ không? Em sợ. Sợ. Nhưng mà vì anh á hả? Em chết với tay chị cũng được nữa, không sao. Anh,
Ai ai con sư tử mà nó đối đầu với nhau là một con sống một con chết đó nghe. Trong cái một khu rừng không bao giờ mà có hai con sư tử được. Anh hiểu không? Vậy luôn hả? Vậy luôn á, nó ăn thịt đồng loại luôn á chứ đừng có dưỡng. Em không phải. Hồi nãy là tại vì anh quýnh quá anh nói đại chứ vợ anh là không có dữ, vợ anh rất là hiền. Vợ anh là bị mắc bệnh tim, chỉ cần một cái cảm xúc xúc động nho nhỏ thôi là vợ anh chết liền á. Bình hồi nèo mẹ khỏe như trâu á. Ở dưới quán cà phê bà bê một lúc hai ba cái bàn luôn á, đừng có dưỡng. Em không đi đâu hết trơn á, em đợi chị Nhã về em mới đi. Em nằm đây luôn à. Chết rồi. Bự nhẽ giờ là hai con sư tử đối đầu với nhau rồi. Thôi được rồi. Ta đã có cách. Trong cuộc sống là mình phải tìm cách giải quyết. Đúng rồi. Em không đi đúng không? Em không đi đúng không? Em không đi. Anh đi. Vâng. Rồi. Đâu. Không sao. Nhà của anh thì lát anh phải về thôi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Dạ. Anh, em có một tin rất vui. Báo cho anh đây. Tin vui hả? Vâng, hôm nay em ký được một cái hợp đồng nhá. À, sếp của em với lại nhân viên là sắp sửa. Lát nữa tới đây để ăn mừng đấy. Để em lên phòng em chuẩn bị, em sửa soạn, em đón họ. Sao anh bàng hoàng thế? Tới đây ăn mừng hả? Vâng. Đông lắm em hả? Em ơi, sướng quá. Sướng cùng em cho nên không nói ra lời à. Không em ơi, anh thấy là mình nên hủy cuộc hẹn đó đi. Tại vì mình anh thấy lâu rồi mình không có thời gian đi du lịch với nhau. Anh muốn đưa em tới vùng biển vắng rồi chúng ta sẽ đi một tháng hai tháng cũng được. Anh điên à, tự nhiên đi một tháng hai tháng mới ký hợp đồng về ở lại để làm việc chứ. Không nói linh tinh, khi nào em làm xong hợp đồng chúng mình sẽ đi du lịch. Còn bây giờ em lên em chuẩn bị nhá. Em đừng có lên phòng lúc này. Tại sao? Trên phòng có thú dữ. Có phải có rắn không? Mới hôm bữa nghe thấy chú Hai Teo bảo có con rắn hổ mang nó đi lang thang ở trong khu này. Có phải nó lên trên phòng mình không? Không, nó còn ghê hơn con rắn nữa. Nó là con sư tử. Con sư tử? Nó sống cái chuồng thú nào? Nó lên trên nhà mình. Đây là cái con sư tử mà nó luồn lách lên phòng mình đây phải không anh? Đây là chị Nhã, vợ anh Tú phải không? Người phụ nữ độc ác làm khổ người yêu của tôi hả? Ôi, đây chính là cái con mà nó cứ nhằng nhẵng theo anh mà không biết ngượng đúng không? Ai không biết ngượng hả? Người ta đã không yêu thì thôi, cứ ở lì trong nhà làm cái gì không biết nữa. Trời ơi, người ta đã không yêu thì thôi, còn tìm cách chuồn lên trên phòng không biết ngượng. Anh Tú, anh nói đúng không? Anh hết yêu vợ anh rồi, người anh yêu là em đúng không anh Tú? Thật là ảo tưởng quá đi thôi. Trời ơi. Anh nói đi, anh có yêu nó không? Trời ơi. Anh nói cho chị biết đi. Hãy nói cho nó biết đi kìa. Chị ảo tưởng quá rồi đó. Ôi nó tưởng chú vô đây. Chú cứu anh Tú. Mày làm gì vậy? Cứu anh Tú nè. Cứu con. Con bị gì mà cứu con? Hả, nó bị gì? Dạ chồng con bị gì vậy? Anh Hải, chú Hai. Bây giờ có hai người đây nè, nói cho chị biết đi, chị buông tha cho anh Tú đi. Anh Tú yêu con mà đúng không chú? Ôi, nó ảo tưởng mà em thấy thương nó luôn ý anh. Đầu óc thần kinh đã có vấn đề. Anh nói thẳng cho nó biết để cho nó khỏi tưởng bở đi. Mày, cái chuyện này tao giải quyết không có được. Chứ không được. Tao đã nói trước rồi. Tao nói tụi bay là dán là đóng thuyền rồi. Đừng có bày đặt lén phén chi. Chỉ có những người đơn thân, độc mã, vui tính, dễ thương mới làm cái chuyện đó được. Thế chưa? Lẹo tẹo rồi đúng không? Mày tự giải quyết đi. Tao giải quyết không có được. Chú giải quyết chứ cái chuyện này từ chú ra mẹ. Không có được, tao chỉ đứng đây thôi. Nè, thông báo nha. Chỉ dùng lời hay ý đẹp chứ không được dùng vũ lực. Ai mà đánh lộn đánh lạo được tôi đưa lên phường đó. Giải quyết đi. Hãy nói đi, đau một lần thì thôi, cố gắng nhá, chấp nhận sự thật anh nhá. Anh nói đi anh, nói cho chị biết đi anh yêu ai? Em nói bị điên thế chứ nè. Thôi, em biết anh yêu ai mà đúng không? Anh... Dạ. Dạ. Em biết là anh yêu ai mà đúng không? Trời em biết quá, mà. Hay quá, nó có một câu thôi cho cả hai đối tượng. Nghe chưa? Đã nghe anh ấy bảo anh yêu ai chưa? Trời ơi, anh ấy cũng nói là anh ấy yêu tôi đó, chị nghe nhầm rồi đó. Anh ấy nói anh yêu cô rồi nào, anh bảo là em có biết anh yêu ai không mà. Anh hỏi câu đó y chang như nói với chị vậy đó. Thì có nghĩa là vì anh ấy yêu tôi. Tao, đừng có cãi lộn nữa. Bây giờ là cuộc so găng của hai người đẹp bắt đầu. Vô, chết luôn đi.